Tiếp bước Nhà Bà Nữ, Lật Mặt 6 của Lý Hải chuẩn bị xuất ngoại. Thành tích của bộ phim điện ảnh Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh của Lý Hải đang khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, Lý Hải chính thức trở lại đường đua điện ảnh và cho ra rạp bộ phim mới mang tên Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh. Ở thời điểm hiện tại, lần trở lại này của Lý Hải đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và cả ủng hộ từ khán giả. Bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tấm vé số độc đắc trị giá 136,8 tỷ đồng của nhóm bạn thân, gồm 6 người. Tình bạn đã bị thử thách dữ dội bởi cám dỗ lớn của đồng tiền. Lồng ghép trong câu chuyện về tình bạn còn có tình cha con, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu. Bên cạnh đó, Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Quốc Cường, Trùng Dũng, Thành Thức, Diệp Bảo Ngọc. Đặc biệt, xuyên suốt quá trình xây dựng bộ phim, Lý Hải đã khiến nhiều người phải bất ngờ vì sự đầu tư cực kỳ có tâm với những phân cảnh, những góc quay chỉnh chu đến tỉ mỉ. Tính đến 10 giờ ngày 7 tháng 5, theo Box Office Việt Nam, trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ, Lật Mặt 6, tấm vé định mệnh của Lý Hải đã thu về gần 196 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bộ phim này vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày với hơn 10 tỷ đồng, hứa hẹn tiếp tục nâng tổng doanh thu lên cao hơn. Lật Mặt 6 cũng trở thành hashtag phim điện ảnh Việt Nam có lượt xem cao nhất trên nền tảng TikTok chỉ sau 7 ngày công chiếu với 1,4 tỷ lượt xem. Chia sẻ trên Dân Việt, Lý Hải cho biết sẽ đưa Lật Mặt 6 đi chiếu ở Mỹ, Úc để giới thiệu phim và văn hóa Việt. Nam đạo diễn chia sẻ, tôi muốn đem sản phẩm Việt trình làng với khán giả quốc tế. Cảm giác đứng giữa rạp phim quốc tế với các phim bom tấn mà có poster phim Việt được treo quảng bá, bên cạnh thì cảm giác trong tôi là hai từ, sung sướng. Cảm giác đó có trong tôi khi chưa phải là phim Lật Mặt được công chiếu ở Mỹ mà là một phim Việt khác. Lúc đó, có dịp giao lưu với các nhà làm phim nước ngoài, nên tôi hỏi, tôi muốn đem phim Việt chiếu ở đây thì cần gì? Họ trả lời tôi rằng, đất nước bạn đang sinh sống có đặc sản gì thì bạn hãy làm phim về điều đó thì sẽ được công chiếu thôi. Vì vậy, tôi mới làm các phim luôn mang hơi thở đồng quê miền Nam, đó là cầu tre, là chợ nổi, là canh chua cá, là cá kho tộ, những món ăn tinh thần mang giá trị xứ sở Việt Nam. Ví dụ phim Lật Mặt 5 chiếu ở Hàn Quốc mọi người rất thích xe lôi, chợ nổi Việt, Lý Hải chia sẻ. Trước đó, hai bộ phim của Trấn Thành là Bố Già và Nhà Bà Nữ cũng đã lên đường xuất ngoại, đồng thời đạt được những con số doanh thu ấn tượng. Năm 2015, Lý Hải bắt đầu vai trò sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh với bộ phim đầu tay Lật Mặt thuộc thể loại hành động hài. Từ phần đầu có doanh thu 72 tỷ đồng, Lật Mặt dần trở thành thương hiệu hành động khi Lý Hải thừa thắng xông lên đầu tư kịch bản lẫn kinh phí mạnh hơn, đáp ứng tốt lượng khán giả ái mộ riêng và luôn được chờ đợi. Thành công của series ngày càng tăng, cụ thể Lật Mặt 2, phim trường năm 2016 có doanh thu 80 tỷ đồng, Lật Mặt 3, Bà Chàng Khuyết năm 2018 có doanh thu 85 tỷ đồng, Lật Mặt 4, Nhà Có Khách năm 2019 có doanh thu 120 tỷ đồng và Lật Mặt 5, 48 giờ năm 2021 có doanh thu hơn 150 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu phòng vé của series Lật Mặt tính luôn phần 6 dự kiến sẽ vượt qua con số 700 tỷ đồng.